Em xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại cửa hàng bên em đang có một chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q nhập Thái. Như quý anh chị cũng đã biết thì trước năm 2019 thì những cái dòng xe Camry này thì hầu hết được lắp ráp tại thị trường Việt Nam. Đấy, lắp ráp tại nhà máy Toyota Vĩnh Phúc. Tuy nhiên tới 2019 thì Toyota đã cho ra mắt những cái phiên bản mới, và đặc biệt là xe được nhập khẩu trực tiếp tại Thái Lan. Và chiếc xe mà hiện tại Salon Việt Nhật đang có ở đây thì là phiên bản 2.5Q. 2.5Q là cái phiên bản cao cấp nhất nha quý anh chị nhá. Xe đăng ký tên cá nhân một chủ từ đầu, biển Hà Nội, và mới chỉ chạy có hơn 2 vạn một chút thôi. Hơn 2 vạn một chút thôi quý anh chị ạ. Còn hạn đăng kiểm tới tháng 5 năm 2023, và hiện tại Salon Việt Nhật Auto đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 1 tỷ 555 triệu đồng. Với chiếc xe này thì hiện tại Salon Việt Nhật Auto vẫn đang hỗ trợ trả góp lên tới 75-80% giá trị xe. Tức là quý anh chị chỉ cần đâu đó khoảng tầm 380 tới gần 400 triệu đồng thôi là chúng ta đã có thể sở hữu chiếc Camry này về để làm phương tiện di chuyển đi lại rồi. Có lẽ là để nói về một chiếc xe Toyota Camry đã được khẳng định qua rất nhiều thế hệ. Và em vẫn còn nhớ là thời điểm cách đây khoảng tầm chục năm đi chăng nữa, đến tận bây giờ thì cái câu nói là ở nhà lầu đi xe Camry nó vẫn đúng, đúng không ạ? Chiếc Camry này thì nó sẽ gọi là có một cái phong cách nó trung tính, và nó trưởng thành hơn so với tất cả những đối thủ còn lại, như là Mazda 6. Như là gì? Như là Mazda 6, như là Accord, đúng không ạ? Trung tính và nó rất là lịch sự. Và quý anh chị nào mà chúng ta đi làm ăn giao dịch thì có lẽ những chiếc xe Camry này thì nó sẽ đáp ứng được tất cả những yếu tố, như là về góc độ sang trọng, về góc độ lịch sự, không gian rộng rãi. Và chiếc Camry này thì phải nói rằng là về góc độ gọi là gì, vận hành rất là êm ái và tiết kiệm nhất, khấu hao thấp nhất trong phân khúc so với các đối thủ. 1 tỷ 155 triệu đồng cho chiếc Camry 2.5Q sản xuất năm 2019, nhập khẩu trực tiếp tại Thái Lan, mới chỉ chạy hơn 2 vạn thôi quý anh chị nhá. Xe còn rất là đẹp ạ. Màu trắng, ngoại thất màu trắng, nội thất màu kem. Đây. Chiếc này thì cái phiên bản này mới ấy, cái form này mới ấy, thì được trang bị rất nhiều những công nghệ tiện ích hiện đại. Đấy. Ghế nhớ 2 vị trí. Gương có cảnh báo điểm mù, chỉnh gập gương bằng điện này. Tích hợp đèn xi nhan báo rẽ. Đó. Đây ạ. 2.4 km ạ. Nội thất màu kem, còn rất là đẹp, còn rất là mới. Xin chia sẻ với quý anh chị một chút nha. Hiện tại ở thị trường ô tô mới Hà Nội, đặc biệt là với các dòng xe nhập khẩu, thì nếu mà quý anh chị đặt xe bây giờ, đặc biệt là với các dòng Camry này, thì quý anh chị mua, bình thường chúng ta phải mua theo gọi là gì, chúng ta phải mua theo giá niêm yết, và thậm chí cũng được giảm giá. Tuy nhiên thời điểm hiện tại thì hãng đang không có xe. Chính vì vậy mà mua những chiếc xe mới thì quý anh chị phải bỏ ra một số tiền, mình gọi là kèm lạc đấy ạ. Đấy, kèm lạc. Thế cho nên là lựa chọn một chiếc xe cũ, lựa chọn một chiếc xe lướt hiện tại là cái gọi là phương án kinh tế tối ưu nhất dành cho quý anh chị. Xe cũ thì khấu hao thấp hơn rất nhiều so với xe mới. Thế cho nên là rất nhiều người ta cũng lựa chọn các mẫu xe lướt, xe đã qua sử dụng mà. Và hiện tại với những chiếc xe còn đẹp, còn mới như này thì quý anh chị yên tâm, chúng ta có thể mang ra hãng check thoải mái, kiểm tra thoải mái nhé. Cái bản 2.5Q thì cái phần cụm đèn này nó được thiết kế khác so với phiên bản 2.0 này. Đấy, sử dụng công nghệ full LED này, thích ứng này. Cảm biến trước, cảm biến sau đầy đủ hết. Rất đẹp, cái form 2019 này nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan rất là đẹp. Và cái góc độ hoàn thiện thì rất là tốt so với cái phiên bản 2.5Q mà lắp ráp tại nhà máy Toyota Vĩnh Phúc. Rất là tốt nhé, quý anh chị nhé. Xe chắc chắn, đầm chắc và rất là êm ái. Khối động cơ 2.5Q này kết hợp với hộp số 6 cấp thì nó vừa đem tới cho quý anh chị những cái trải nghiệm. Nó vừa là rất là nhanh nhẹn, rất là thanh thoát, rất là thể thao. Nhưng đồng thời thì nếu mà quý anh chị chuyển sang chế độ Eco, tức là chế độ tiết kiệm hoặc chế độ Comfort, đấy, nó có 3 chế độ lái nhé, Eco, Normal và Sport, thì quý anh chị di chuyển ở chế độ Normal hoặc là Eco thì rất là êm ái. Đấy. Chiếc này có cửa sổ nắp luôn. Nói chung là với một chiếc Camry thì có lẽ là em chia sẻ những cái thông tin, thông số kỹ thuật với quý anh chị thì
nó bằng cũng khá là thừa đúng không ạ? Bởi vì nếu như quý anh chị tìm kiếm những mẫu xe của thương hiệu Toyota thì quý anh chị biết rồi, lành, bền và rất là tiết kiệm, giữ giá. Đây, chiếc này còn bảo dưỡng full lịch hãng nhé quý anh chị nhé. Đấy, bảo dưỡng tại Toyota Mỹ Đình này. Cốp điện này. Đây, em nổ máy cho quý anh chị xem nhé. Đây, form mới rất đẹp nhé. Phần màn hình DVD này kết hợp với dàn loa, hệ thống loa JBL rất là tuyệt vời, mang tới cái không gian âm thanh rất là trầm ấm nhé quý anh chị nhé. Đó. Và cái thứ hai đó là gì? Đó là cái hệ thống điều hòa của các dòng xe Nhật, đặc biệt là Toyota, thì thực sự em đánh giá rất cao. Trong cái điều kiện khí hậu mà ở tại những quốc gia mà khí hậu gọi là nhiệt đới như ở Việt Nam, mùa hè rất là nóng và đôi khi nồm rất là khó chịu đúng không ạ? Thế nhưng mà hệ thống điều hòa này nó đáp ứng rất tốt về khả năng làm mát sâu và mát cực kỳ luôn. Đây, em mới đang để 23 độ 5 mà lạnh cả người luôn, rất là hay. Quý chị thấy không? Cái khu vực điều khiển trung tâm này nó còn rất là mới, cần số này còn mịn còn đẹp. Hệ thống khởi động start top này không thiếu cái gì ạ. Đây, rất đẹp. Em mở cái khoang động cơ lên cho quý anh chị xem nhé. Sau đó là em sẽ đi sâu vào cái phần phút sau và chi tiết lốp nữa. Đó, thấy chưa? Cái phiên bản 2018 ấy thì cái phần ti chống cốp này, cái cốp này nó bằng sắt, đấy, bằng cơ. Nhưng mà ở phiên bản 2019 thì được nâng cấp thành ti chống rồi, cho nên rất là tiện dụng. Và đó cũng là yếu tố mà em đánh giá rất cao về những cái mẫu xe của Camry thời hiện tại. Động cơ 2.5 đi kèm hộp số 6 cấp vận hành rất là êm ái, mượt mà và bền bỉ. Tất cả những con ốc, tất cả mọi thứ ở đây nhá quý anh chị xem nhá. Đấy, nó còn có nguyên cả vết sơn của máy. Và với một chiếc xe mới chị chạy 2.4 thì quý anh chị yên tâm đi, không có vấn đề gì bất kỳ về gì, cái vấn đề liên quan tới động cơ, hộp số, bởi vì bản chất là xe còn chạy quá là ít. Đấy, về thì hiện tại là bên em thì chỉ có dọn dẹp lại thôi. Dọn dẹp lại cho nó sạch hơn để phục vụ quý anh chị lại thôi. Đấy, còn lại thì không có phải đụng đến tất cả mọi thứ bên trong này, bởi vì đúng ạ, hơn chạy hơn 2.000.000 không đáng bao nhiêu cả. Đó. Rồi, tình trạng phía bên ngoài nhá. Phần cản ba đợt sốc phía trước, những cái khe hở ở ba đợt sốc này, những cái phần nắp capo này, hay cột chữ A này, cánh cửa phía trước bên lái này. Đấy, tất cả mọi thứ nhá, còn đều tăm tắt luôn. Quý anh chị nào biết xem xe, chúng ta qua đây xem những cái đường gân keo chỉ đi. Tại vì nếu mà xem qua video thì có lẽ là cũng hơi khó nhìn đúng không ạ? Đấy, cứ qua salon em. Em địa chỉ 89 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội nhá. Số điện thoại em đặt bên trên màn hình, quý anh chị có thể liên lạc. Ở phía đằng sau nhé. Rồi. Tất nhiên là một cái mẫu xe mà 2019 đến tận bây giờ thì nó cũng sẽ có cái góc độ gọi là gì? Va quệt nhẹ, xước xác nhẹ, và bọn em cũng đã tút tát lại một chút. Thế thì cái việc đấy không thể tránh được, đúng không ạ? Đó là bệnh ngoài da. Cốp điện nhá, mở rất nhẹ nhàng tinh tế. Đó. Rất nhẹ nhàng tinh tế nhá. Đây. Lốp sơ cua phía sau còn nguyên. Tất cả mọi thứ nhá. Đồ điếc tất cả nguyên, thậm chí là lốp sơ cua còn chưa hạ nhá. Lốp sơ cua còn chưa hạ luôn này. Mới một cái mẫu xe mà chạy 2.4 thì nó không thấm vào đâu đâu quý anh chị ạ. Chúng ta ra đây xem xe, chúng ta check choác kiểm tra thoải mái, đưa ra hãng check cho nó an toàn nhé. Đấy, thoải mái ạ. Rồi. Một chiếc xe sedan phổ thông, bình dân cỡ lớn. Có lẽ là nếu mà để trong cái tầm tiền này, Toyota Camry vẫn là một trong những cái sự lựa chọn tuyệt vời. Giữ giá, tiết kiệm, bền lành, rộng rãi. Có gì nữa đâu ạ, đúng không ạ? Ok, em xin phép được sơ lược chiếc Camry hiện tại Salon Việt Nhật Auto đang bày bán. Thì chiếc xe này là sản xuất năm 2019, nhập khẩu trực tiếp tại Thái Lan, biển Hà Nội, tên cá nhân một đời chủ. Hiện tại xe chạy hơn 2.4 km. Và hiện tại Salon Việt Nhật Auto đang chào bán chiếc này với mức giá là 1.155.000.000 đồng, còn thương thảo đàm phán nha quý anh chị nhé. Quý anh chị nào đang quan tâm tới các dòng xe sedan hạng trung cỡ lớn như thế này thì quý anh chị alo cho em, số điện thoại em đặt bên trên màn hình.
Và chiếc này thì hiện tại bên em đang hỗ trợ trả góp lên tới 75-80% giá trị xe. Quý anh chị nào muốn mua trả góp thì chúng ta phải có trong tay ít nhất là trên 400 triệu đồng một chút nhé, thì là em hỗ trợ được luôn. Ok, cảm ơn quý anh chị đã tham gia theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại ở những video giới thiệu xe cũ tiếp theo.